Xin kính chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục bài toán nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về chia một số cho năm một cách nhanh gọn nha các bạn. Thì các bạn trước khi giải những cái bài toán này thì mình sẽ lấy ví dụ sơ qua để các bạn hiểu được đâu là số bị chia và đâu là số chia nha các bạn. Ví dụ như 4 chia 5 thì cái số trước cái dấu chia nè, đây đó được gọi là số bị chia. Cái số nè sau cái dấu chia nè người ta gọi là số chia, được chưa? Ở các bạn phải phân biệt được số bị chia và số chia, được chưa? Rồi ví dụ 162 chia 5 thì các bạn nhớ giúp mình gồm có hai bước. Bước một lấy số bị chia nhân 2. Rồi bắt đầu nhân 2 nha các bạn, nhân 2 số bị chia đây. Rồi 2 nhân 2 bằng 4 nè, 2 x 6 bằng 12, ghi 2 nhớ 1 nè. 2 x 1 bằng 2, nhớ 1 nữa bằng 3. Vậy kết quả là bằng 324, được chưa? Tiếp theo bước 2, các bạn quan sát từ phải sang trái nha. Một số rồi thêm dấu phẩy đó, thêm dấu phẩy đây, dấu phẩy đây, được chưa? Rồi đếm từ phải nè sang trái nè, một số 4 nè, một số thêm dấu phẩy, ok chưa? Đó, vậy gồm hai bước nha. Rồi tiếp tục mình sẽ lấy ví dụ số 2 và số 3 nữa. Còn số 4 các bạn giải và các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp mình. Rồi bắt đầu lấy số bị chia nhân 2 bao nhiêu ạ? 2 x 6 là 12, ghi 2 nhớ 1. 2 x 7 là 14, nhớ 1 là 10. 15 ghi 5 nhớ 1. 2 x 1 bằng 2, nhớ 1 là 3. Vậy nó sẽ bằng là 352. Rồi từ tay phải nè sang bên trái đếm một số 17, được chưa ạ? Tương tự bài này cũng vậy, nhân lấy số 1205 nhân 2 nè, 2 x 5 bằng 10, ghi 0 nhớ 1. 2 x 0 là 0, nhớ 1 là 1. 2 x 2 là 4. 2 x 2 là, xin lỗi, 2 x 1 bằng 2. Vậy kết quả là 2410, được chưa? Rồi từ phải sang trái nè, đếm một số 17, vậy nó là 24170. Thì sao dấu phẩy là những cái con số 0 thì các bạn có thể rút gọn luôn. Đó, thì các bạn sẽ viết là bằng 241. Ok chưa? Rồi, tương tự bài này các bạn giải giúp mình và các bạn comment kết quả ở dưới để mình kiểm tra coi bạn nào giải đúng hay giải sai các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.